Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Mình mời các bạn đi coi một cái show coin. Ở đây các bạn có thể mua và bán những loại tiền cổ. Mỗi tháng 6 thì họ tổ chức ở đây nhưng mà vẫn còn nhỏ lắm, nó không có lớn và quy mô như một tiểu bang khác. Đây là con nhỏ mà cũng rất là đông người tới để mua bán ở đây. Những đồng tiền rất là cổ xưa luôn cả nhà và rất là mắc, có những đồng lên tới 500-600 đô một đồng. Đây là những đồng tiền giấy từ đời rất xa xưa nha cả nhà. Nhìn ngộ ha, nếu mà rớt ngoài đường mà mình không có đi coi cái show này á, mình đâu có biết là tiền ha cả nhà ha. Đây là những đồng bạc kẽm rất là xưa luôn. Người bán họ để vô những cái album như vậy để mình có thể lựa chọn những cái đồng tiền mà mình thích sưu tầm đó các bạn nha. Đây là bộ sưu tập tiền giấy quốc tế. Well, David's really versed on Russian coins. He took quite a few of them one time. Thank you.
Và ở đây thì mình đã tìm thấy tiền Việt Nam cũng có ở đây nha cả nhà. Well, David's really versed on Russian coins. He had quite a few of them one time. Well, that's because you've got them out here. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.